hết lớp. Trong bản tin Việt Nam Top News ngày hôm nay, Bộ Y tế vừa phân bổ vaccine AstraZeneca cho 62 tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan. Những bệnh nhân COVID-19 đầu tiên đang được cách ly điều trị tại nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh đã được tiếp cận với thuốc kháng virus Monopiravir. Quân đội tham gia vào việc vận chuyển vaccine và hàng hóa, nông sản, thực phẩm. Thành phố Vinh, Nghệ An xuất hiện nhiều trận mưa lớn gây không ít khó khăn cho tuyến đầu trong công tác phòng chống COVID-19. Chị Lê Thị Dinh sinh năm 1987, trú tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, cùng chồng tổ chức hoạt động sữa không đồng cho những hộ gia đình nghèo. Chính phủ xem xét ưu tiên tiêm vaccine cho học sinh để các em sớm trở lại hội trường học trực tiếp. 5 công nhân Trung Quốc tại Indonesia đang phải đối mặt với 5 năm tù vì làm thịt một con cá sấu hoang dã. Bộ dụng cụ từ xét nghiệm nhanh kháng nguyên ART sẽ được phân phối cho các gia đình ở Singapore. Tỷ thủ Trung Quốc sẽ được phục vụ tận răng với 700 kiện hành lý với tổng trọng lượng gần 1 tấn. Lê Nguyễn đang bắt tay vào việc hỗ trợ giảng dạy ở câu lạc bộ Dallas Texans. Chúng thành xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị những khán giả đã theo dõi Việt Nam Top News. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị đến với nội dung chi tiết của hôm nay, 29 tháng 8 năm 2021. Bộ Y tế vừa có quyết định phân bổ vaccine AstraZeneca cho 62 tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan. Đây là đợt phân bổ thứ 23 và 24, có tổng cộng hơn 1,7 triệu liều từ nguồn VNVC nhập khẩu và Cộng hòa Ba Lan tài trợ. 28 tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra miền Bắc tiếp nhận 448.000 liều, trong đó Thanh Hóa được phân bổ nhiều nhất với 112.800 liều, Hà Nội có 58.000 liều, Nghệ An 50.000 liều, Hải Dương 30.000 liều. 11 tỉnh, thành phố còn lại ở miền Trung được phân bổ 124.100 liều, các tỉnh Tây Nguyên được phân bổ 25.000 liều. Ở khu vực phía Nam, 19 tỉnh, thành phố được phân bổ 263.000 liều, trong đó Long An, Đồng Nai, Bình Dương nhận 30.000 liều, Cần Thơ có 24.000 liều. Lực lượng công an và quân đội lần lượt được phân bổ 300.000 và 400.000 liều AstraZeneca. Cũng trong quyết định phân bổ này, 28 viện, bệnh viện, trung tâm thuộc Bộ Y tế và các bộ ngành được phân bổ 149.200 liều vaccine. Lần này, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhận 20.000 liều, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy cùng được phân bổ 7.000 liều. Những bệnh nhân COVID-19 đầu tiên đang cách ly tại nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh đã được tiếp cận với thuốc kháng virus Monopiravir trong chương trình can thiệp cộng đồng có kiểm soát. Các người bệnh và ngành y tế đều kỳ vọng đây sẽ là giải pháp tạo bước ngoặt cho cuộc chiến chống dịch hiện nay. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngành y tế thành phố đã nhận được 16.000 gói thuốc Monopiravir dạng uống, tổng là 320.000 viên từ nguồn phân bổ của Bộ Y tế. Monopiravir là thuốc kháng virus đặc hiệu, thuốc có tính an toàn, khả năng dung nạp, đặc biệt giảm tải lượng virus rõ rệt và làm sạch virus ở bệnh nhân thể nhẹ và vừa sau 5 ngày điều trị, giảm tỷ lệ nhập viện, giảm tử vong. Thuốc sử dụng cho bệnh nhân có các triệu chứng ở mức độ nhẹ như là sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi, không có các dấu hiệu viêm phổi hoặc thiếu oxy, nhịp thở thấp hơn hoặc bằng 20 lần một phút, SpO2 lớn hơn hoặc bằng 96% khi bệnh nhân thở khí trời. Người bệnh tuổi từ 18 đến 65 có thể dùng thuốc bằng đường uống. Trong quá trình sử dụng nếu có tác dụng không mong muốn thì báo cáo ngay với y tế địa phương. Thưa quý vị, những người lính là các chuyên gia logistics và giờ đây trong cuộc chiến đặc biệt chống dịch bệnh COVID-19, gen logistics của họ càng được phát huy cao độ. Một logistics lạ lẫm mà đối với những người chưa được đào tạo bài bản trong ngành chưa từng thấy trong giáo trình hay trong thực tiễn. Thời gian qua, quân đội đã tham gia vào việc vận chuyển vaccine đến các cơ sở y tế và giờ đây bộ đội cụ hồ đang trở thành lực lượng xung kích trong việc vận chuyển hàng hóa và nông sản từ các tỉnh, thành phố khác về Thành phố Hồ Chí Minh, vận chuyển nhu yếu phẩm, thuốc men đến tận tay từng hộ dân. Để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau khi mà thành phố quyết tâm thực hiện yêu cầu ai ở đâu ở yên đó. Để thực hiện được điều này, để dân yên tâm ở nhà, họ đã tính toán kỹ lưỡng các phương án như tiếp phẩm, thuốc men, chữa trị, kiểm soát các chốt chặn, bộ đội tận dụng các địa hình, địa vật đặc biệt để tác chiến một cách khoa học, đúng thời gian, địa điểm, đúng chức gen logistics trong bối cảnh lượng tiêu thụ ở các khu vực rất lớn, phức tạp nhất là vùng đỏ, vùng vàng lên đến hàng triệu người. Khó khăn vẫn còn đó, nhưng với sự ủng hộ, hợp tác của nhân dân, tính tổ chức cao, sự tận tụy, kỹ cương và trách nhiệm của bộ đội cụ hồ, chúng ta có quyền hy vọng. Có quyền tin trận đánh tổng lực này sẽ chiến thắng và cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường. Những trận mưa lớn trút xuống trong đêm khiến công tác phòng chống dịch COVID-19 trở nên vất vả. Trên đường phố, khi mọi người đang ngon giấc, các chiến sĩ trực chốt vẫn miệt mài làm nhiệm vụ. Sau thời gian nắng nóng kéo dài, trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ An xuất hiện nhiều trận mưa lớn, gây không ít khó khăn cho tuyến đầu trong công tác phòng chống COVID-19. Trong mưa, một cảnh sát giao thông ướt lạnh nhưng vẫn ra đường kiểm tra giấy tờ lưu thông trên đường theo quy định. Mặc dù trời mưa và thành phố Vinh đang thực hiện mức cao hơn chỉ thị 16, nhưng số người ra đường không lý do cấp thiết vẫn còn. 70 chốt kiểm soát do công an tỉnh Nghệ An thiết lập kiểm tra chặt chẽ. Chốt kiểm soát trên quốc lộ 46 đoạn qua xã Hưng Chinh, thành phố Vinh, Nghệ An.
Chốt này nằm trên tuyến đường huyết mạch đi các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương. Số lượng phương tiện qua lại rất nhiều. Các chiến sĩ dừng tạm bạc phủ để tránh mưa trong tâm thế sẵn sàng làm nhiệm vụ bất chấp thời tiết. Sau trận mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập nước, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phải vớt rác, khơi thông dòng chảy, tránh ngập úng trên đường. Hơn 2 tháng nay, chị Lê Thị Dinh sinh năm 1987, sống tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, cùng chồng tổ chức hoạt động sữa không đồng cho những hộ người nghèo, có con nhỏ dưới 2 tuổi. Bà mẹ 34 tuổi cho biết chị và con trai 2 tuổi cũng vừa trải qua 10 ngày chiến đấu với Covid-19. Mỗi lần ra soát thông tin người nhận trên danh sách đăng ký, lòng chị lại nặng trĩu với những cảm xúc khó tả. Nhiều em bé trong số đó đã đứt sữa từ khi thành phố bùng phát dịch trở lại. Sau khi tự cách ly thêm 14 ngày, vợ chồng chị khởi động lại chương trình sữa không đồng cho các bé có hoàn cảnh khó khăn. Ban đầu, mỗi gói quà bao gồm tã giấy, sữa bột và một số nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, khi nhận thấy nhu cầu và nguồn cung tã khá khan hiếm, hai vợ chồng quyết định đẩy mạnh về sữa hơn. Theo lời chị Dinh, những trường hợp cần giúp đỡ hầu hết là công nhân thất nghiệp, lao động nghèo và người sống trong các khu chợ nhỏ. Hiện sữa không đồng đã trao đi 2.000 phần quà cho một số quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét ưu tiên tiêm vaccine cho học sinh để các em sớm trở lại trường học trực tiếp trong bối cảnh Covid-19 vẫn phức tạp. Việc này nhằm tạo điều kiện cho học sinh có thể sớm trở lại trường học trực tiếp trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và việc học trực tuyến không thể đảm bảo chất lượng bằng dạy trực tiếp. Đặc biệt ở nhiều nơi còn khó khăn về cơ sở vật chất cũng như trình độ tiếp cận công nghệ thông tin của cả giáo viên và học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng kiến nghị Chính phủ xem xét các phương án miễn giảm học phí cho học sinh mầm non, phổ thông trong năm học 2021-2022. Xem xét bố trí kinh phí để ngành giáo dục thực hiện các giải pháp chuyển trạng thái hoạt động thích ứng với dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Trước mắt là tập trung xây dựng hệ thống bài giảng trên truyền hình, bài giảng điện tử, kho học liệu số dùng chung cho học sinh phổ thông cả nước, tập huấn giáo viên về kỹ năng dạy và quản lý lớp học trực tuyến, đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy và học trong năm học. 5 công nhân Trung Quốc tại một nhà máy luyện kim trên đảo Sulawesi của Indonesia đang phải đối mặt với 5 năm tù vì làm thịt một con cá sấu hoang dã. Các bức ảnh và video ghi lại hành vi của 5 người này lan truyền trên mạng xã hội khiến Trung tâm Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên Đông Nam Sulawesi BKSDA phải vào cuộc. Theo BKSDA, 5 công nhân Trung Quốc vi phạm luật pháp Indonesia vì cá sấu là loài động vật được bảo vệ. Người dân địa phương phát hiện và bắt con cá sấu trong cống nước gần nhà máy luyện kim do công ty Obsidian Stainless Steel OSS vận hành. Các công nhân Trung Quốc cho biết đã xin người dân địa phương con cá sấu. Trước khi bị giết và ăn thịt, con vật bị trói và được cho đeo kính râm với mũ bảo hộ của công nhân. Người dân địa phương liền thông báo cho cơ quan chức năng nhưng đã quá muộn. Khi nhà chức trách tới, những điều họ có thể tìm thấy là vết máu của con cá sấu cũng như phần thịt chưa ăn hết trong nồi. Vụ việc cũng cho thấy thách thức mà Indonesia phải đối mặt trong việc bảo vệ loài có nguy cơ bị tuyệt chủng cao do bị con người xâm phạm môi trường sống tự nhiên. Theo đài CNA, gói hàng bao gồm 6 bộ dụng cụ từ xét nghiệm nhanh kháng nguyên ART sẽ được phân phối cho các gia đình ở Singapore từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 27 tháng 9 thông qua dịch vụ bưu chính và chuyển phát nhanh Singapore. Ngoài ra, từ ngày 13 tháng 9, học sinh và nhân viên tại các trường mầm non cũng như tiểu học sẽ nhận được 3 bộ xét nghiệm nhanh. Bộ Giáo dục MOE và Bộ Mầm non ECDA cho biết việc tự xét nghiệm là biện pháp quan trọng để kiểm soát Covid-19, đặc biệt là đối với học sinh mầm non và tiểu học chưa đủ điều kiện tiêm chủng. Trong gói dụng cụ được phát sẽ bao gồm hướng dẫn về cách sử dụng và vứt bỏ sau khi dùng xong. Trường học sẽ mời phụ huynh lên để hướng dẫn cách tự xét nghiệm. Cả MOE và ECDA cho rằng những tháng tới sẽ sử dụng thường xuyên bộ xét nghiệm nhanh để tạo điều kiện cho học sinh trở lại trường an toàn. Singapore cho biết sẽ chuyển gói hàng trực tiếp vào các hộp thư của hộ gia đình. Người dân có thể kiểm tra tình trạng chuyển hàng thông qua ứng dụng Singapore. Theo Sina, chuyến bay chở tuyển Trung Quốc hạ cánh ở sân bay Johor, Qatar do không đáp ứng được các yêu cầu của ban tổ chức, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc lựa chọn Qatar làm sân nhà. Trung Quốc chuẩn bị mọi thứ để ở lại Qatar ít nhất 2 tháng cho chiến dịch vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Thay cho huấn luyện viên Letizia sẽ ở Johor ít nhất 60 ngày. Ngôi sao Willy hậu quân cùng đội sau chuyến bay từ Tây Ban Nha tới Qatar hôm 27 tháng 8. Tuyển Trung Quốc tới Qatar với tổng cộng gần 80 thành viên. Ngoài cầu thủ, ban huấn luyện còn có đội ngũ an ninh, y tế, quản lý trang thiết bị, truyền thông và đầu bếp. Họ mang tổng cộng gần 700 kiện hành lý với tổng trọng lượng gần 1 tấn. Sina cho biết các tuyển thủ Trung Quốc sẽ được phục vụ tận răng. Truyền thông Trung Quốc chọn khách sạn ở trung tâm châu Hà với giao thông thuận tiện làm nơi đóng quân. Họ thuê 3 tầng riêng biệt của khách sạn và thực hiện quản lý phòng chống dịch nghiêm ngặt. Đội có lối ra vào riêng, thang máy và phòng họp độc lập. Lý Nguyễn đang có khoảng thời gian thoải mái ở quê nhà Texas. Nếu không có tác động của dịch Covid-19 đến V-League 2021 thì ngay lúc này tiền vệ sinh năm 1986 có thể đang thi đấu cùng câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Một tuần sau khi về đến nhà, cầu thủ 35 tuổi nhanh chóng bắt nhịp cuộc sống ở đây. Anh thông báo cho bạn bè, đồng đội cũ rằng mình đã trở về
rồi bắt tay vào việc hỗ trợ giảng dạy ở câu lạc bộ Dallas Texans. Câu lạc bộ Dallas Texans là một tổ chức dạy bóng đá dành cho cả nam và nữ ở nhiều lứa tuổi theo các cấp độ khác nhau. Lee Nguyễn hỗ trợ cho huấn luyện viên Michael Haseberg ở đội U15 lứa sinh năm 2007. Đây là đội bóng cũ mà Lee Nguyễn từng được bố cho tham gia khi còn là một cậu bé. Công việc trợ giảng ở đội bóng trong vùng khá quen thuộc với Lee Nguyễn trước khi anh về Việt Nam chơi bóng. Anh thường xuyên chia sẻ quá trình luyện tập cùng đội trong thời gian không thi đấu. Và kính thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Việt Nam Top News tối nay. Quý vị đừng quên thực hiện nghiêm chỉnh thông điệp 5K của Bộ Y tế cũng như chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để dịch bệnh sớm qua đi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai.